Bệnh viện 199 Bộ Công an cũng vừa tổ chức lễ xuất quân, chia tay đoàn y bác sĩ của bệnh viện lên đường hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đây là đợt chi viện thứ hai của bệnh viện 199 nhằm góp phần chung sức cùng thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đoàn y bác sĩ của bệnh viện 199 chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh gồm 17 người, trong đó có 6 bác sĩ, 11 điều dưỡng, kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm chống dịch tại Đà Nẵng, phụ trách nhiều lĩnh vực từ ngoại khoa, nội khoa, hồi sức cấp cứu, y học nhiệt đới. Trong đợt chi viện thứ hai này, đoàn y tế bệnh viện 199 sẽ phối hợp với bệnh viện 30 tháng 4 và bệnh viện 19 tháng 8 đảm trách nhiệm vụ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện dã chiến của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đợt này nó có một cái đặc thù là điều trị cho cả bệnh nhân nặng với một quy mô là khoảng 25 máy thở và 2 cái máy siêu lọc. Thì chúng ta đã xác định là để điều trị bệnh nhân nặng tại cái bệnh viện chính này. Tổng cộng trong hai đợt chi viện, bệnh viện 199 đã đưa 70 cán bộ chiến sĩ vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Với tinh thần xung phong và trách nhiệm của những người chiến sĩ hai màu áo, đoàn y bác sĩ bệnh viện 199 sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào và quyết tâm ở lại cho đến khi hết dịch.